Chúng ta đang có mặt tại vườn vải của hộ anh Thành, địa chỉ Đồng Tâm, Tân Lộc, Lục Ngạn, Bắc Giang. Thời gian qua thì anh Thành có sử dụng cái sản phẩm Caratimex 54AC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam để phòng trừ con sâu đo và sâu que cũng như là bọ xít gây hại trên cái giai đoạn quả non của cây vải. Sau một cái phun thì chúng tôi có vào vườn của nhà anh Thành để kiểm tra đánh giá cái hiệu lực của thuốc. Thì sau một cái phun thì là cái sâu đo và sâu que đã chết hoàn toàn. Đây, như chúng ta có thể thấy sâu đã chết treo ở trên cành vải đây. Đấy, đây là nó có hiệu quả hay không là nó cũng rõ ràng. Vâng, đây là một số cái con sâu đo và sâu que đã chết và chúng tôi đã nhặt lại đây. Thế là anh như cái chai Caratimex này là một chai là anh phun cho bao nhiêu lít nước đấy ạ? Không, anh phun nhé. Như thế này là tôi phun vào 200 lít nước. 200 lít nước một chai này phải không ạ? 200 lít nước một chai này. Vâng, anh phun là hôm trước xong rồi hôm sau anh kiểm tra thì là đã thấy chết luôn rồi. Đấy, đấy. Vâng. Thì phun hôm trước hôm sau là kiểm tra. Thế hôm qua tôi cũng có lõi cương thế là đấy, cái thuốc là cũng được, hiệu quả là được. Phun cái là cũng thấy thế là được. Vâng. Cái thuốc này là anh thấy là mùi nó có nặng không ạ anh? Cái thuốc này thì không nặng mùi. Vâng, phun là nó không bị mệt phải không anh? Đúng rồi. Vâng, mà sâu lại chết nhanh và rất là hiệu quả. Có những cái dòng thuốc thì phun nó mùi kinh rức đầu lắm. Vâng, nhưng mà cái thuốc này thì phun không bị cái thuốc này nhức đầu. Mùi nó không ấy mà phun cũng không thấy mệt đấy thật. Vâng, cái tỷ lệ sâu chết như này thì đã đạt yêu cầu của anh ạ. Như thế là được rồi. Vâng. Bởi vì là cái này thì mình cái để đợt này là của tôi là chính thức là đáng ra nó không nhiều như thế. Vâng. Mà vì là tôi phun cái đợt trước nó bị mưa đâm cái thuốc nó nhạt. Vâng. Thế như đợt này tôi mới sử dụng cái thuốc này là tôi thấy được. Nhưng mà ví dụ như chỉ khoảng độ tuần nữa là tôi phun lại một lần nữa thì sẽ là không có một con nào có thể sống sót được. Vâng. Thì là trong cái lần phun tiếp theo thì anh có tiếp tục sử dụng cái Caratimex 54AC này để phòng trừ cái con sâu ở trên vải nhà mình nữa không ạ? Vẫn phun cái này cũng được. Cái giá thành của sản phẩm và cái hiệu quả mà sản phẩm nó mang lại cho anh như thế thì anh có chấp nhận được không ạ? Được, thế vâng. Như cái giá thành như một cái chai như này thì hiện cái giá như thế là được. Đã hợp lý phải không ạ? Cũng hợp lý. Vâng, thì em rất mong anh là giới thiệu cái sản phẩm Caratimex 54AC này của bên công ty cổ phần nông dược Việt Nam đến với cả nhiều hộ dân khác ở trong vùng để cùng sử dụng và để đạt cái hiệu quả cao. Vâng, thay mặt công ty em cảm ơn anh đã sử dụng sản phẩm của công ty. Vâng, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe, chúc mùa được giá.